Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về được một chiếc Toyota Wigo màu đỏ, còn nguyên tem nhập khẩu về, nguyên cái siêu nhập khẩu màu trắng này về. Và màu đỏ này thì dạo này được anh chị rất quan tâm nhiều với phiên bản màu đỏ. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản số tự động. Và em sẽ xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Wigo này, cũng như là về cái giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất cũng như là về các cái phiên bản của xe. Thì Toyota Wigo được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có hai phiên bản là số sàn và số tự động. Thì trong khi giới thiệu cho anh chị về các phiên bản, em sẽ đi một vòng xung quanh xe. Đối với phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 360 triệu và hiện tại đối với dòng xe số sàn thì tính ra lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 395 triệu và tặng cho anh chị một gói phụ kiện chính hãng. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 405 triệu và thời điểm hiện tại thì sẽ lăn bánh khoảng tầm 440 cho đến 450, cũng tặng cho anh chị đầy gói phụ kiện đầy đủ rồi. Và nếu mà anh chị quan tâm đến cái phần trả góp của xe thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 120 triệu cho đến 130 triệu, tùy phiên bản là có thể mang xe về nhà rồi. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị gì về giá bán của cái dòng xe Toyota Wigo này, và em sẽ giới thiệu sâu hơn về các cái option có trên xe Wigo. Thì hiện tại Wigo thì mới trở lại đường đua phân khúc hạng A ở năm 2023 này. Tuy nhiên là cái lượng xe về cũng không được nhiều, không được dồi dào, nên là nếu mà anh chị nào chốt được màu xe và lịch xe vừa mua đồng lịch đặt lịch trước giúp em sẽ đảm bảo cho chị về lịch xe. Còn ở phần thân xe, phần đầu xe và thiết kế xung quanh xe thì đã được thay đổi hoàn toàn so với phiên bản ngày xưa, và kể cả về máy cũng như về hộp số nữa. Máy thì hiện tại là đang vẫn là giữ dung tích 1.2, tuy nhiên là từ 4 máy đã chuyển về 3 máy, trọng lượng xe giảm đi đáng kể và dùng hộp số là hộp số CVT. Thì máy 3 máy cộng hộp số CVT nó cho ra một cái vận hành, thứ nhất là tăng tốc rất là mượt mà, rất là bốc, và cái đặc biệt nữa là cái tiêu thụ nhiên liệu của xe là rất là tối ưu. Để cho anh chị thấy về cái tiêu thụ nhiên liệu của xe phiên bản số tự động chỉ có khoảng 5 lít trên 100 cây hỗn hợp thôi. Và cái vận hành của xe bây giờ cũng rất là êm ái rồi, rất là êm ái, mượt mà, không có những cái khoảng hững chuyển số như cái phiên bản ngày xưa nữa. Ngoài ra thì phần ngoại thất cũng được thay đổi rất là nhiều, la răng cũng như là nội thất nữa. Thì em sẽ giới thiệu về phần ngoại thất. Cái móc này là móc kéo áp càng biển nhé. Khi nào mà anh chị chuẩn bị dùng xe thì bên em sẽ tháo cất vào cúp và đậy một cái nắp của nó vào. Đèn thì sử dụng cũng đèn full led, có đèn ban ngày này, rồi la răng thì sử dụng la răng đúc. Phần gương thì có gương cụp mở điện và điều chỉnh điện rồi. Còn phần đuôi xe thì đã được thay đổi, nó không trông gấp khúc quá nhiều như ngày xưa nữa, trông rất là tinh tế và khỏe, và được trang bị kèm đó là hai cảm biến sau. Thì phần nội thất xe thì sẽ có những cái gì để em giới thiệu cho anh chị. Như em cũng vừa mở xe bằng cái phương pháp là chạm vào đây. Em đang đeo chìa khóa trên người và chỉ cần chạm mà sẽ mở xe. Còn đây là có cảnh báo điểm mù trên gương này anh chị ơi, có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi nữa. Còn đây là phần nội thất của xe, hàng ghế thứ hai. Đối với dòng xe của Toyota trước giờ, tất cả dòng xe có thể kích thước tổng thể không bằng, kích thước chiều dài cơ sở không bằng, tuy nhiên là về cái dung tích sử dụng, cái diện tích sử dụng của bên trong xe thì rất là tối ưu, là rất là rộng rãi so với các dòng xe Hàn khác hoặc là các dòng xe hạng A khác. Thì cái xe Wigo này có cái ngồi hoặc là tầm nhìn và hàng ghế thứ hai, hàng ghế lái rất là rộng rãi so với các cái xe trong túi đối thủ. Và em thì vừa đề máy lên, anh chị thấy cái nội ngoại thất của xe, cái nội thất của xe thì trông vẫn khá đơn giản, nhưng mà được tinh chỉnh một chút để trông nó thân thiện, cái giao diện thân thiện với người dùng hơn. Gương thì có cụp mở điện này, có điều chỉnh gương điện, có lên xuống kính auto ở ghế lái này, khóa kính này, và chống trơn trượt. Còn ngoài ra thì đây là cụm điều chỉnh màn hình giải trí. Mình đã thông tin thì cũng rất là đơn giản. Một cái điểm về option thì có một vài điểm nhấn, như là có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi này, cảnh báo điểm mù,
Và ngoài ra thì xe thay đổi lớn nhất em thấy đáng kể nhất trên dòng xe này là thay đổi sử dụng cái máy i3 và sử dụng hộp số CVT, nên là cái tăng tốc của nó rất là mượt mà và vận hành khác hẳn so với ngày xưa đấy anh chị ạ. Ghế thì có một đáng tiếc nhỏ là vẫn sử dụng ghế nỉ, nhưng mà có ghế nỉ thì có đặc điểm của ghế nỉ. Thứ nhất là cái chi phí nó sẽ rẻ hơn, và cái thứ hai là ngồi nó sẽ thoáng, ngồi đỡ rít hơn rất nhiều so với ghế da, mà ghế da loại rẻ không cao cấp thì mình không so sánh, nhưng mà so với loại so lại rẻ thì ghế nỉ này ngồi thoáng hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một cái điểm đáng tiếc như vậy, nhưng mà có một cái ưu điểm gọi là cực lớn là phiên bản ngày xưa thì cái ghế của Toyota WeGo là ghế tựa đầu liền, không thể điều chỉnh được độ cao, mà ngồi nếu anh chị nào mà cao ấy thì sẽ rất là khó để ngồi với chiếc xe WeGo này, bởi vì nó không điều chỉnh được cái tựa đầu. Và hiện tại thì cái phiên bản này tất cả các hàng ghế, cả ba hàng ghế sau này thì đều được sử dụng là tựa đầu có thể điều chỉnh được độ cao. Là bây giờ cái theo em cảm nhận được cái ngồi lái của em nó rất là thoải mái hơn so với ngày xưa. Và thêm một cái điểm nữa ấy, là cái ghế lái của phiên bản số tự động này là mình có điều chỉnh 6 hướng cơ rồi, ngày xưa chỉ tiến lùi và ngả lưng thôi, nên là anh chị nào mà có chiều cao thấp khác nhau thì lái cũng khá là khó khăn. Tuy nhiên là đời này thì WeGo đã lắng nghe người dùng rất là nhiều, thay đổi những cái thứ rất là thiết thực luôn. Và nói vừa rồi là thay đổi thì em cũng mới nhớ ra một chi tiết là đời này là cái tay nắm cửa thay đổi và có cả cảm ứng thông minh luôn. Ngày xưa thì rất nhiều người chê với cái cách mở cửa của xe WeGo đời cũ, mà bây giờ WeGo đã thay đổi hoàn toàn. Một phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản WeGo 2023. Và vừa rồi thì em đã làm video giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cái nội ngoại thất cũng như là về trả góp của xe. Nếu anh chị nào cần em tư vấn sâu hơn về vấn đề nào thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em vui lòng anh chị vui lòng là liên hệ giúp em qua số hotline, và em sẽ hẹn anh chị video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.